Thưa quý vị khán giả, trong những năm qua thì Trương Thị Kiều luôn là một trong những hậu vệ nổi bật của bóng đá nữ Việt Nam. Tuy nhiên chấn thương đã khiến cầu thủ này không có được phong độ tốt nhất. Tuy nhiên vào ngày hôm qua thì Trương Thị Kiều đã quyết định phẫu thuật để có thể lấy lại được phong độ và tiếp tục thi đấu. Chấn thương của Trương Thị Kiều được xác định là đứt dây chằng chéo trước cả hai chân, cùng với đó là rách rễ sụn chêm. Với vết thương nghiêm trọng như vậy, Trương Thị Kiều là vận động viên đầu tiên tại Việt Nam phẫu thuật cùng lúc cả hai chân. Ca phẫu thuật kéo dài 8 tiếng đã thành công. Đây là bước đầu trong quá trình điều trị dự kiến sẽ kéo dài từ tháng 4 năm sau. Nếu quá trình hồi phục diễn ra suôn sẻ, Trương Thị Kiều hoàn toàn có thể góp mặt tại World Cup 2023 sẽ khởi tranh vào tháng 7 năm tới. Sự nghiệp của cầu thủ này sẽ bị gián đoạn trong khoảng thời gian gần 8 tháng, nhưng phẫu thuật là giải pháp cần thiết để giúp Trương Thị Kiều chữa trị dứt điểm chấn thương đầu gối đã đeo bám cô trong suốt 3 năm qua. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch, trung vệ hàng đầu của bóng đá nữ Việt Nam sẽ trở lại sân cỏ vào tháng 5 năm sau.